Ghê vậy ta, con này nó nhạy bén ghê. Con ngỗng á, nó ngủ mà mình lại gần nó là đứng dậy nó đi liền. Còn mấy gái cá mới đi bơi xong, giờ cho nó đi ngủ. Hai chị em ôm nhau ngủ nè. Không biết trời trăng mây nước gì hết, bởi vì mấy em này còn là baby, trẻ em. Nếu mà đi vô trong rừng á mà ngủ như vậy là bị con trăn nó quấn nó ăn thịt luôn, hay là con chim nó quắp nó bắt nó ăn luôn. Còn 2 tiếng nữa thì bên vườn quốc gia Cát Tiên sẽ cho người đến. Ai, anh Long ở bên vườn sẽ qua kiểm tra sức khỏe của tụi nó. Thì Tiôn là nuôi là chuẩn sức khỏe rồi, chỉ có bé nhỏ là con đực thì nó hơi bị yếu thôi. Lát qua mà thấy ok là cũng đem đi luôn rồi. Thì cái video này Tiôn sẽ hướng dẫn các bạn về cái quy trình nuôi lấy cá. Nghĩa là buổi sáng sớm khi Tiôn thức dậy, Tiôn sẽ cho nó đi bơi trước. Đó, cho nó bơi nước sắp sắp, bởi vì mấy con này là chưa để nước nhiều được, nước sắp sắp nó quen, nó đi bơi để nó vận động. Sau đó là vô chuẩn bị cái chỗ sạch sẽ cho nó ăn. Cho nó ăn xong rồi á, cho nó chơi với nó một chút rồi cho nó đi ngủ. Sau khi nó ngủ dậy á là cho nó đi bơi tiếp, đi bơi tiếp rồi cho nó đi ngủ. Nó đi ngủ rồi nè, giờ là nó đi ngủ rồi nè, chuẩn bị hồi nó dậy là sẽ cho nó ăn. Nó ăn xong rồi cho nó đi bơi, bơi xong rồi cho nó chơi. Mà nó ăn xong rồi lúc nào cũng để nước sắp sắp để cho nó chơi trong nước thôi, chứ không để nước nhiều. Nước nhiều nó bơi nó phát ách nó bệnh. Rồi cứ như vậy một ngày cứ cho nó bơi như vậy, ăn chơi bơi ngủ vậy đó, rồi ngủ chơi ăn bơi, cứ làm như vậy riết là nó mau lớn, mà nội tạng nó tiến hóa thích nghi dưới nước. Khi nó bị cảm lạnh thì mình sẽ bổ sung những cái dinh dưỡng có dầu đạm cho nó để nó làm ấm cơ thể. Cá nè, gạch cua nè, mình mua gạch cua về mình nấu lên, mình lọc ra xong rồi mình nấu lên lấy gạch cua cho nó ăn. Gạch cua nè, ăn ốc bu thì còn nhỏ quá chưa có ăn được, ăn ốc bu bổ sung rất nhiều canxi đó. Cứ ăn cá cua ốc là nó mau lớn. Đó, bây giờ là nó ngủ mê mê man luôn, tại nãy giờ là cho đi bơi cả tiếng đồng hồ rồi, ra cái con này nó hơi bị cảm lạnh một chút, nó hắt xì, nhưng mà hồi mình bổ sung đạm vô nó ngủ vậy là nó khỏe. Nó tạo ra sức đề kháng liên tục giống như mình đi bơi mình không có bệnh tật vậy đó, thì mình huấn luyện nó như vậy luôn, thích nghi trong nước, tiến hóa trong nước, ngủ trong bóng tối, vượt qua nỗi sợ hãi trong nước. Hai chị em rất là thương nhau. Nếu mà ở ngoài thiên nhiên á, bây giờ mà đưa nó về rừng là ở rừng cũng chỉ nuôi nó thêm 1-2 tháng nữa thôi, tùy theo cái kinh phí mà mọi người ủng hộ cái rừng. Mà dạo này đại dịch corona thì rừng cũng đang bị thiếu khách du lịch đó mấy bạn, thì phải nhờ tiền viện trợ nước ngoài này kia, tiền của nhà nước. Đó, đó, đó. Nó ngủ mà nó nghe cái hơi tiêu mà nó ráng nhắm mắt để nó đu lên nó kiếm tiêu nó. Nó mệt mà nó không mở mắt ra được, mà nó muốn gần Tiêu nó vậy. Mới có 2 ngày thôi, nó cần một người để hiểu nó, quan tâm nó, cho nó ăn uống đầy đủ là nó yêu thương mình thôi. Ai cũng chứ không nhơ chi gì là Tiêu, mặc dù các bạn không có hiểu nó nhiều bằng Tiêu, nhưng các bạn cứ nuôi nó theo cái quy trình đó là nó quý mến bạn thôi. Nhiều người nuôi rái cá cho rái cá ăn rất là bậy bạ, nuôi rái cá tới 6 tháng để rồi uống sữa không rồi nó mắc chết luôn. 2 bữa trước các bạn coi video clip tôi đăng lên, nó chỉ là 2 con rái cá ốm nhách ốm nhom gần chết rồi, bị tiêu chảy nữa, và bây giờ là nó khỏe hết, có thuốc cho nó uống, có đồ ăn ngon rồi chăm sóc nó đầy đủ hết.
giờ nó khỏe mạnh rồi đưa về rừng quốc gia, trong khi đó thì bạn bè đồng loại của nó ngoài kia vẫn đang bị người ta bắt bán làm thú cưng rất là nhiều. Nên hy vọng coi clip của Tuyun, nhấn cho Tuyun cái like, Tuyun cũng chia sẻ trên YouTube để cho mọi người coi biết cách chăm sóc. À, để nuôi có như thú cưng thì cũng tập luyện cho nó cái bản năng hoang dã, tại mình không thể nào mà ở bên nó suốt cuộc đời của mình gắn với con rái cá được. Giống như Tuyun nuôi nó theo cái kiểu đó là Tuyun phải có công việc gì đó khác để làm, chứ không thể nào ở nhà mà suốt ngày cứ cho đi bơi, bỏ vô thùng bơi rồi ăn rồi chơi, cứ canh nó suốt cả ngày giống như là nuôi con vậy á, ỉa đái ra phải hốt dọn đó. Hồi nó dậy là thử thử nha các bạn, tôi thử si đái nó trong này coi được không nha, là si đái nó còn nhỏ, mẹ nó dạy á là lấy tay á rê rê vô bộ phận sinh 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 dục của nó đó, mình làm hơ hơ cái nó sốn cái nó đi vệ sinh ra. Mà cái chuồng này á là làm sạch sẽ rồi, để hồi là cho nó ăn, nó mà đái vô trong này là dơ lắm. Nói chung là có cái cách như vậy đó. Bây giờ là hắt xì nè các bạn, thấy hắt xì không? Hắt xì là cơ thể đang lạnh. Thì tây dậy đi ăn con ơi, dậy đi ăn đi, rồi không muốn dậy nhõng nhẽo quá. Cái bộ não của rái cá là bằng trẻ em 7 tuổi, nhưng mà nó sống ngoài thiên nhiên, nó sẽ mãi mãi hồn nhiên và ngây thơ, là một đứa nhỏ ngây thơ. Nó không bao giờ trưởng thành như chúng ta, mãi mãi là em bé 7 tuổi. Em sao? Mở mắt ra để nhìn nè. Nên nhiệm vụ của nó ngoài tự nhiên cân bằng hệ sinh thái dưới nước các bạn, đừng có biến nó làm thú cưng mà. À, tội nghiệp nó, để ba má nó nuôi còn lỡ thương nó, cứu nó từ mấy người bán nó, thì người ta mà bán mắt là bạn hâm người ta, là bắt gọi tổ chức bảo vệ động vật ENV giải quyết là người ta sợ bán rẻ cho bạn liền. Bạn chỉ cần hâm vậy nè, với bộ nó kêu bạn bán là 3 triệu đồng hay 5 triệu đồng gì đi, nói giờ anh bán cho em đi, anh không bán cho em, anh bán nhầm cho mấy người làm tổ chức bảo vệ động vật là họ bắt anh cũng vậy à, đi tù là 3 năm mà phạt là 60 triệu nha. Bây giờ bán rẻ đi rồi giúp em, tại anh đi vô trong rừng anh bắt mấy con này, anh đâu có tốn công tốn sức gì đâu, anh đã tạo nghiệp ác rồi, bây giờ em giúp anh, em tạo cho anh cơ hội để làm việc thiện lại, coi như là anh cứu nó 500 ngàn nha anh. Đó, người ta đồng ý thì bạn đem nó về, và bạn có thể hỏi luôn là người ta đã bắt nó ở đâu. Thì có thể bạn nuôi nó trưởng thành, bạn cho nó về môi trường của nó, và bạn sống ở gần cái khu vực phải có thiên nhiên, chứ không phải đem nó về thành phố của mình không có môi trường. Ví dụ như rái cá này ở Cà Mau mà đem lên tới Sài Gòn, đem ra Hà Nội là coi như là nó mất luôn cái môi trường của nó rồi, đâu có được. Hay là Cà Mau mà đem vô rừng Cát Tiên thì cũng phải, đâu phải môi trường của nó. Mấy con này là nó sống ở rừng đước vuốt bé mà, nó ngủ mà nó vẫn ôm tiêu, nó sợ mất tiêu nó. Thấy không? Ngủ nhắm mắt nè, ôm nè, đòi bú sữa mẹ, đói bụng rồi mà bắt thằng nhỏ bơi mệt quá, sáng giờ là bơi 2 tiếng đồng hồ rồi đó, rồi cắn luôn, cắn là xin xin vú mẹ để bú. Nên ở ngoài thiên nhiên là mẹ của tụi nó rất là thương yêu nó. Thí dụ mẹ nó đi kiếm ăn là ba nó ở nhà trông chừng nó, rồi có ông bà ngoại của nó, rồi anh em họ của nó chăm lo nó nữa. Rái cá sống bầy đàn, một bầy gồm là từ 2 đến một bầy là từ 8 đến 12 con, và mỗi con chia ra khu vực để sống là 12 km đến 20 km, nó phân vùng lãnh thổ ra như vậy. Và khi con người vào môi trường tự nhiên, tàn phá môi trường thiên nhiên để biến rái cá thành thú cưng nè, rồi làm cho nó bị mất môi trường sống, chúng ta dành môi trường của nó là cái phạm vi nó bị thu hẹp lại. Tự nhiên nó đang ở mỗi bầy của nó là 12 km, mà bây giờ nó phải bị gom lại
thì nó sẽ sanh ra là đấu tranh sinh tồn, là giữa các bầy đàn nó đánh lộn với nhau đó. Rái cá thì phân bố ở đầy đủ tất cả các khu vực nào cũng có. Rái cá nó sống được đủ mọi môi trường để thích nghi, thế nên rái cá mà tuyệt chủng á, thì sẽ làm cho hệ sinh thái bị mất cân bằng hoàn toàn, bởi vì rái cá có thể sống ở trong khu vực suối, sống ở đầm lầy, sống ở sông, sống ở biển, sống ở rừng đước. Nó đang giữ một vai trò rất là quan trọng đối với tự nhiên mà các bạn lại bia làm hại nó. Hồi xưa thì nó chỉ bị bắt giết ăn thịt thôi, rồi bị lột lông để làm đồ thời trang thôi. Nhưng từ khi mà những cái video mà tôi làm truyền thông về rái cá, tôi cho mọi người thấy là nó yêu quý, nó dễ thương, thì ở bên Nhật bắt đầu biến rái cá làm thú cưng từ năm 2015-2016. Và khi mà tổ chức bảo vệ động vật khuyên Tuy-un là đừng có đăng những cái video clip như vậy, rất là nhạy cảm, làm cho người ta hiểu lầm, thì Tuy-un xóa những video clip đó đi. Nhưng chính vì Tuy-un xóa những video clip đó đi thì mới làm cho rái cá bị hại nhiều hơn, bởi vì người ta vẫn tiếp tục bắt chước những người đang nuôi rái cá làm thú cưng ở Nhật, chứ không phải là còn ở Việt Nam. Còn hồi xưa clip về rái cá TT các bạn nhớ đó, tới 2 tỷ lượt view và đang đứng top thế giới là Việt Nam, và mình là nuôi rái cá Tuy-un, chăm sóc rái cá, bảo vệ rái cá, đưa nó về thiên nhiên. Nhưng cũng vì mấy tổ chức bảo vệ động vật khuyên như vậy, làm cho Việt Nam của mình không bằng nước Nhật, không bằng Philippines, không bằng Malaysia luôn, là mình đang đứng top bảo vệ động vật. Giờ tự nhiên cả thế giới bu vô Nhật Bản coi người ta chăm sóc động vật, tưởng là yêu thương động vật lắm. Ê, giờ tỉnh dậy rồi làm gì vậy? Ôi tỉnh dậy rồi. Ô men, con cái nó tỉnh dậy nó làm như, trời ơi làm cái gì vậy? Con đực thì không cho con cái bám theo Tuy-un. Tỉnh dậy giành Tuy-un hả? Thôi tụi nó đói bụng rồi, Tuy-un sẽ cho tụi nó đi ăn đây mọi người ạ. Tụi nó tỉnh dậy rồi. Câu chuyện là như vậy, thì mọi người cứ dùng video clip của Tuy-un muốn đăng làm video, đăng lên YouTube hay gì kiếm tiền gì cũng được, hay cắt chỉnh sửa lại cho hay, làm truyền thông giúp Tuy-un kêu gọi bảo vệ rái cá nha. Còn bây giờ mình cho tụi nó đi ăn đây. Ơi được rồi, đi ăn nè. Ngủ dậy là đói bụng la hét. Nó coi tôi như là mẹ của nó luôn á các bạn. Mà bây giờ tôi gửi nó đi vô trong rừng á, không ai đối xử với nó như vậy, và cũng không, mấy anh làm tổ chức bảo vệ động vật cũng không có hiểu nó bằng Tuy-un. Không hiểu, chỉ coi nó là con thú thôi. Còn cái tần số dao động của Tuy-un, não của Tuy-un có thể tiếp cận được với não nó, bắt được cùng tần số với nó, nên Tuy-un hiểu nó và nó hiểu Tuy-un. Đó là sự tiến hóa để thích nghi với Tuy-un. Tuy-un có thể liên kết với tất cả loài vật trong cái thế giới này. Nên Tuy-un bơi dưới biển, Tuy-un gặp cá mập, cá heo, cá dồi, mấy loài cá biển, nó rủ Tuy-un đi đến những ngôi nhà san hô của nó chơi với nó. Nó giới thiệu Tuy-un gia đình của nó đang đói bụng khổ như thế nào dưới biển, nhà của nó đang bị vướng vào san hô, những cái lưới cá như thế nào đó. Nó nhờ Tuy-un giúp nó này kia. Tôi làm được như vậy bởi vì tôi làm kết nối được với các loài vật, nên tôi đang làm việc nhiệm vụ là bảo vệ nó và hướng dẫn các bạn, để cũng có thể tương lai các bạn cũng có thể được như vậy đấy. Thế nên các bạn coi những video clip tôi để hiểu cách đó. Tại sao nó sực con chó mà nó không sực Tuy-un, các bạn hiểu. Tại bởi vì Tuy-un kết nối được với nó. Nó mới đến đây ở có 2 bữa thôi. Bữa hôm nay là bữa thứ 3, và nó chuẩn bị đi đây.